tay ra phía trước được chưa ạ? Tiếp tục, vẫn giữ nguyên hông, tay để về phía sau, ngẩng đầu ra sau và thả. Sau đó chúng ta bật vào và khoanh tay vào nhé, nào 2 3 nào. Bật được chưa ạ? Và sau đó chúng ta đứng hông sang bên này trái, nào chuẩn bị nào 2 3 này. 1 2 3. Thả tay xuống được chưa ạ? Rồi. Chúng ta làm liền động tác này một lần, lần 8 nhé, nào 2 3 nào. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8 tiếp cả. 1 2 3 thả. 5 6 7 8 ok. Rồi. Tiếp tục động tác số 2 như sau này. Một tay chúng ta đặt trên đầu này. Đấy, phần này hơi xinh tí nha. Một tay phải đáp như này đúng chưa nhỉ? Đúng rồi. Đó, ok các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ có hai cái lần giật, là lần thứ nhất là một oh my god, được chưa? Một lần là hất cằm lên tầng trung và một lần là hất cằm lên trên cao một chút, là hai lần nhé, là 2 3 này. 1 2 và sau đó chúng ta xoay mặt sang bên tay phải và tay cũng di chuyển theo nhé, nhìn tay mình này và mặt này, xoay mặt sang tay ở dưới cổ ấy, kiểu như là ngạt thở ấy, và tiếp tục đánh mặt sang trái. 1 2 ok ạ. Rồi tiếp tục, sau đó là có tiếng nhạc và được chưa ạ? Tiếp tục và thả xuống, chúng ta hai tay này, hai tay đan vào nhau này và người thẳng xuống, không đẩy ra sau, được chưa ạ? Rồi làm liền hôm nay nhá, nào chuẩn bị này, 5 6 7 8 và 1 2 và vậy. 5 6 7 8 2 2 3 và 5 6 tám,
và mình đưa từ mông mình uốn lên này, đưa lên hướng xuống, các hướng xuống để lấy đà nhé, uốn lên và đầu ngả ngang tay, rồi ngẩng đầu ra, ngẩng đầu của mình ra, đứng xuống và thu vào lần nữa, thu vào lần này nhé, thu vào lần này tay của chúng ta nắm vào và đi tiếp tay của chúng ta, tay phải đánh ra, hai tay ngang hàng nhau. Chú ý nhé các bạn, khi các bạn đánh nhé, mông đi theo tay và đập đấm. Đoạn này thì mông của chúng ta sẽ hướng lên, nhấc lên và thu về. Rồi tiếp hai tay lên và xuống, chú ý tay của mình nắm và lúc mà đưa lên tay của chúng ta hơi cong vào nhé, cong vào lại nhé. Chúng ta làm lại lần này nào. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 lên lên. Rồi tiếp theo khi rồi cắt kết thúc này, kết thúc động tác tiếp theo này, chân trái bước lên, chân trái chúng ta bước lên đồng thời tay đấm, chúng ta vòng đấm xuống bên dưới, rồi và chân trái thu về ra sau đấm tiếp. Chú ý mỗi lần mình đấm là chúng ta sẽ nhún xuống đó lại nha. 2 3 1 2 và dừng lại về đây, chúng ta thu chân trái về, thu chân trái đấm chéo, lúc này tay trái của mình sẽ duỗi, tay phải co lên và mặt hướng xuống bên dưới, rồi và tay phải của mình áp vào eo tay trái chúng ta gấp vào, gập vào như thế này được chưa. Rồi bây giờ chủ yếu là chân của mình này, đi 1 và 2 tay của chúng ta sẽ giữ nguyên và chủ yếu chúng ta sẽ chuyển động cái đầu gối, mình đi gót chân nhé, 1 và 2 cố gắng các bạn, mũi chân ở bên này các bạn đưa ra và đưa ra chưa, nạp lại nhé từ đây 2 3 1 2 3 và 4 3 và 4 tiếp tục chân trái bước sang tay của chúng ta, tay phải mình mở như kiểu chúng ta đang kéo một cái gì đó và đưa người thu chân phải về, nhún hai tay mở, tiếp tục chân phải ra, tay trái nắm thu chân trái về mở, chúng ta nhún xuống, mỗi lần đi chúng ta lại nhún xuống nhá. 2 3 1 2 3 và 4 5 6 7 8 động tác tiếp theo của mình này, tay phải chúng ta để lên ngực và tay trái để xuống, tay trái chúng ta mở lòng bàn tay xuống trước mặt của mình, đứng hướng mặt của mình luôn ạ, nhún xuống, có từ oh my god này, chúng ta đưa tay trái của mình theo chân và kéo các bạn chú ý nhé, kéo về đây, chân phải lập tức của mình sẽ bung ra để trụ. Rồi lại nha, 2 3 1 2 3 và 4 tiếp tục chân phải rộng, lúc này chân của chúng ta chỉ rộng tự do, 1 2 3 4 rộng vậy thôi, mình đi 2 nhịp nhé, tay của chúng ta là tay đưa từ bên dưới lên, 1 2 3 4 đưa trên và xoay, di chuyển xoay người lại và bật lên mở, chân của chúng ta bật và tay mở một vòng tròn, tiếp tục đưa 1 2 tay đưa theo mông và thu về, thu hai tay về, thu chân phải về và tiếp tục chân trái bước sang đồng thời chuyển trụ mông của chúng ta sẽ dồn về bên tay trái, hai tay chúng ta mở cuốn vào bên trong, mở ra và thu về. Rồi, chúng ta làm lại nhé. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thu về. Ok, lại lần nữa nha, lại từ đầu nhá, từ bây giờ từ lần của mình nhá, nào các bạn chuẩn bị 5 6 7 8 oh my god, đời một tiếp xuống và thu tiếp 1 2 3 thả tay ra 5 6 7 ok tiếp tục rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 hồi xuống 5 6 7 đứng lên ạ, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 7.